Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày 16 tháng 3 năm 2022. Không biết có bác nào còn nhớ không? Còn nhớ cái gì thì đó chính là câu chuyện về hai bộ trưởng bộ 4T. Hai bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và bộ trưởng Minh Tuấn. Trong cái vụ án AVG, tôi sẽ không nói nhiều về vụ án AVG và những cái khuất tất ở trong đó. Nhưng trong đó thì tôi có nói một cái câu thế này, chia sẻ các bác lại một câu chuyện thế này. Đó chính là khi mà hỏi ông bộ trưởng thứ hai là bộ trưởng Trương Minh Tuấn là tại sao lại có rằng là nhận hối lộ hay là thế nào đó vân vân để mà hỗ trợ tích cực trong cái vụ án AVG. Mà người đầu sỏ thì chắc là các bác đã biết, đó là anh Bắc Son. Người đã nhận hàng triệu đô la và Tổng Bí Thư cũng đã nhắc nhiều lần ở trong cuộc họp. Thế thì anh có nói một câu thế này. Đó chính là cái việc mà sẽ được đề cử và thay thế để làm bộ trưởng. Đó. Có nghĩa là anh Bắc Son sẽ giới thiệu để mà làm bộ trưởng. Đó là cái lời hứa. Đúng không ạ? Và chính vì thế cho nên là anh Trương Minh Tuấn anh ấy nhận cái số tiền có thể nói rằng là hất hẻo. Với người dân của chúng ta như tôi và các bác khéo cả đời chẳng bao giờ mơ ước được cái số tiền đến vài trăm nghìn đô như là anh Tuấn nói. Tuy nhiên, đó chỉ là một cái phi vụ nhỏ. Và các bác có thể thấy rằng là cái lời hứa kia nó cao hơn nhiều. Và cuối cùng, các bác có thể thấy công tác cán bộ là ở đó. Người ta có thể vì một cái lợi ích, người ta có thể vì được thăng chức, người ta có thể vì được cái lợi lộc thế này mà người ta sẵn sàng là dùng cái quyền của mình, dùng cái uy tín cá nhân của mình, cái vị trí của mình trước khi nghỉ hưu hay rằng là trong công tác cán bộ thì đề bạt và giới thiệu một số hoặc là giới thiệu một số những vị trí vào những cái vị trí quan trọng. Và rõ ràng đây là vấn đề. Chúng ta có thể nhìn thấy sự việc ở Bắc Ninh, Nhân Chính Nhân Trinh. Chúng ta có thể nhìn thấy sự việc ở Vĩnh Phúc. Chúng trước đó thì là Hà Giang và trước đó thì Lê Phước Thanh, Lê Phước Hoài Bảo, vân vân. Và thậm chí tại Đà Nẵng, đúng không ạ? Anh Xuân Anh đấy. Vâng. Thế thì câu chuyện là những người đó được giới thiệu là vì động cơ gì? Đúng không ạ? Nếu chúng ta tự đặt câu hỏi thấy thì chúng ta thấy rằng là anh được giới thiệu bởi vì cái sự nể nang, bởi vì bố anh đã giúp tôi hồi trước cho nên là đợt này tôi trả ơn một cách giới thiệu anh. Hay rằng là vân vân. Đúng không? Và từ đó các bác có thể thấy rằng là họ phủi trách nhiệm ngay. Khi có sự việc nào đấy thì các bác có thể thấy rằng là cũng một con người đó khi được bầu vào cái vị trí thì 100% đồng ý. Nhưng khi mà Trung ương phát hiện ra sai phạm và đề nghị cách chức hay vân vân thì cũng 100% con người đó là miễn nhiệm. Gần như là 100%. Kiểu như thế. Các bác có thể thấy như vậy. Và có lẽ chúng ta phải gắn cái trách nhiệm của người giới thiệu với cái người được giới thiệu. Ví dụ bây giờ một ai đó đề cử Hoàng Dôn vào một vị trí, ví dụ như là bộ trưởng bộ 4T chẳng hạn. Tôi ví dụ vui thôi, đúng không ạ? Thì người ta không chỉ là giới thiệu mà người ta sẽ phải gắn với trách nhiệm nữa. Trước đây ấy, để được giới thiệu thì tôi sẽ phải: dạ em chào anh ạ, anh cầm chút quà mọm để anh có thể rằng là đợt tới anh có thể phát biểu một vài trong cuộc họp và vân vân, đúng không ạ? Tất cả kiểu như thế. Hoặc rằng là anh ơi, chúng ta cùng quê với nhau thì có gì là anh em chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, cùng quê cùng bộ địa phương. Hoặc là anh ơi, ngày xưa bố em cũng đã giúp mà anh tương đối rồi thì có lẽ lần này em chưa biết nhờ ai nhưng mà có lẽ là anh giúp em cái đợt này được không, kiểu như thế. Có lẽ nhiều bác thì thấy câu này rất quen, đúng không ạ? Tại sao người ta sẵn sàng người ta giúp nhau? Bởi vì là dừng cái chỗ này. Hoặc là sự nể nang, nhiều khi là nể nang đơn thuần thôi. Và người ta không gắn cái trách nhiệm của mình vào đó. Không gắn cái trách nhiệm của mình vào đó. Nhưng trong cái cuộc họp mà, gọi rằng là hội nghị nhé, hội nghị cán bộ vừa rồi, nội chính vừa rồi, thì Tổng Bí Thư cũng đã nói về điều này. Và nhiều bác không để ý. Và hôm nay là ngày 16, thì 4 hôm trước là ngày 12, đã có một cái bài viết có thể nói rằng là như là một cái sự rào trước để chúng ta đánh thẳng và điểm huyệt thẳng vào cái chỗ đó.
báo cáo các bác là như vậy. Đây chính là cái việc mà tiến cử sai người thì kể cán bộ vẫn nghỉ, nghĩa là cán bộ nghỉ hưu thì vẫn phải chịu trách nhiệm. Và phỏng vấn ông Lý, nguyên là phó giám đốc của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tôi xin trích dẫn ngắn gọn thế này thôi. Đây, ví dụ này. Trong các khâu của công tác cán bộ, lựa chọn, giới thiệu cán bộ thì là khâu tiền đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi thực tế cho thấy, chỉ khi lựa chọn, giới thiệu đúng cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực thì mới làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng, luân chuyển và bố trí cán bộ được khách quan, chính xác. Ngược lại, nếu giới thiệu không đúng thì sẽ bố trí sử dụng không đúng, dẫn đến hậu quả khôn lường, nhất là bố trí sai cán bộ chủ chốt. Và để lựa chọn đúng và trúng cán bộ thì hội nghị toàn quốc thì đã quán triệt, triển khai thực hiện kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương và để đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và tổ chức vào tháng 12 năm ngoái đấy. Thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cũng lưu ý thời gian tới là thực hiện thí điểm một số chủ trương chứ. Nha các bác, thực ra vấn đề này tôi đã nói trước rồi đó, các bác nào còn nhớ. Thì thời gian tới sẽ thực hiện thí điểm một số chủ trương như là người đứng đầu thì được lựa chọn, giới thiệu và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình. Bí thư thì giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình. Và chủ trương thí điểm thì ràng buộc mạnh mẽ hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lựa chọn giới thiệu cán bộ và được kỳ vọng để mở ra một hướng đột phá mới trong công tác cán bộ và khắc phục được tình trạng bổ nhiệm đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc xảy ra một số nơi và gây bức xúc vừa qua. Và các bác có thể thấy rằng là thậm chí truy trách nhiệm dù cán bộ đã nghỉ hưu. Truy trách nhiệm với người được tiến cử. Ví dụ thế này, bác nào mà tiến cử tôi, ví dụ thế, không là tiến cử tôi và làm bộ trưởng chẳng hạn, mà tôi có thành tích rất tốt thì cái người giới thiệu tôi thì cũng mắt mày mắt mặt, đúng không? Và thậm chí còn được khen thưởng. Thế nhưng mà tôi lại đi tham ô, tôi lại đi tham nhũng và tôi đi trục lợi, rồi là tôi bán AVG vân vân, thì lúc này á, tôi bị truy cứu trách nhiệm hình sự và thậm chí cái mức án có thể lên tới chung thân hoặc tử hình. Thì lúc đó cái người giới thiệu tôi cũng phải chịu trách nhiệm mặc dù anh đã nghỉ hưu rồi. Phải ràng buộc như thế thì để làm cái gì? Thì tôi xin phép chia sẻ các bác thế này. Từ cái thực trạng mà như từ đầu tôi nói, đó chính là cái việc mà người ta giới thiệu, người ta bỏ phiếu, người ta bầu bán, đúng không ạ? Và người ta trục lợi trong đó. Nhưng giới thiệu là việc của cá nhân, nhưng trách nhiệm là thuộc về tập thể. Cái này mới hay ấy. Trách nhiệm là thuộc về tập thể, thế mới kỳ lạ. Chính vì thế, quy trì truy trách nhiệm ấy, thì người ta không biết nói cái gì. Và đặc biệt ấy, có một cái điều nữa, đó chính là cái gọi là, nói thế nào được nhỉ? Nó chính là công trong làm việc. Bác nào mà đi làm việc thì các bác mới thấy rằng là người đứng đầu là cũng rất khổ. Ví dụ như là mình muốn làm việc nhưng những cấp phó của mình là phụ trách mà họ lại được từ chỗ khác về hoặc là vân vân thì đã cũng tương đối khó làm việc. Nếu như mà mình không biết cách quan hệ ứng xử cho nó phù hợp thì khó đấy. Bởi vì mình là đứng đầu thì mình chỉ làm cái chung thôi, còn từng cái mảng một thì đã có từng cấp phó của mình. Mà cấp phó mà không làm việc thì đã đương nhiên là chúng ta cũng ngại. Cho nên ấy, chúng ta hoàn toàn cái thí điểm này là tiến cử cấp phó, một phần là để giúp đỡ cho người đứng đầu và trách nhiệm của người đứng đầu. Tuy nhiên anh cũng phải cái gì ạ, anh cũng phải chịu trách nhiệm cho những cái hành động của mình. Ví dụ tôi mà lấy một cái người nào về để làm phó cho mình, đúng không, thế thì khi mà người đó mà bị trách nhiệm hình sự hoặc là bị bắt hoặc là bị kỷ luật vân vân thì tôi cũng phải là người chịu trách nhiệm, bởi vì tôi chọn anh ta mà, tôi tiến cử anh ta mà, đúng không ạ? Đó là kiểu như thế. Thế thì ở đây nó có một cái đặc điểm mà các bác ít để ý. Bởi vì khi làm cái trách nhiệm như thế này á, và truy cứu ngay cả khi nghỉ hưu thì đố các bác biết là cái điều gì quan trọng nhất. Đó chính là cái việc thế này. Đó chính là cái việc mà cái người tiến cử, người giới thiệu lại là cái người phải giám sát anh ta chặt chẽ nhất. Cái này nó mới hay, cái này nó mới dã man và cái này nó mới chuẩn. Ví dụ tôi tiến cử một cái người vào thì đương nhiên là tôi phải cố gắng hết sức để tôi giúp đỡ anh ta hoàn thành tốt công việc của mình đó. Bởi vì anh ta thành công thì là thành công của tôi, và anh ta thất bại đương nhiên là thất bại của tôi, và anh ta bị vi phạm thì có nghĩa rằng là tôi cũng bị liên đới. Thế cho nên tôi là phải là cái người
và giám sát chặt chẽ anh ta nhiều nhất. Anh ta mà vướng ở đâu hoặc anh ta bị sai chỗ nào là tôi là cái người đầu tiên. Ví dụ như là liên quan đến việc anh ta gái gú hay cờ bạc chẳng hạn, tôi mà phát hiện ra một cái, nghĩa là tôi tiến cử anh ta vào vị trí và tôi phát hiện ra và những cái điều đó thì nó vi phạm vào cái điều đảng viên không được làm, đúng không ạ? Thế tôi phải chấn chỉnh ngay. Đó. Mà nếu anh ta nghe tôi thì anh ta phải sửa. Còn nếu anh ta không nghe tôi thì trách nhiệm của tôi á, là để không bị dính líu với sau này lo bỏ sư mới được, đúng không các bác? Lo quá đấy chứ ạ. Tự dưng một ngày đẹp trời anh ta lại bị tóm như cái anh ở Cô Tô ấy, bí thư huyện ủy Cô Tô ấy, thì tự dưng là tôi bị dính. Thế lúc này tôi lại phải làm cái gì? Tôi khuyên anh ta rằng anh ta không được thì tôi lại phải báo cáo tổ chức đó, thế thôi, để lo an toàn cho mình ấy. Đầu tiên an toàn cho mình trước, và tôi phải báo cáo tổ chức, và thậm chí là tôi báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tôi báo cáo lên nhiều nơi. Và lúc đó thì các bác có thể thấy rằng là công tác tiến cử nó hay ở chỗ này đó. Và mọi thứ được phát hiện ra ngay từ người tiến cử. Một phần anh phải hết sức giúp đỡ người ta làm việc để mà có thành tích bằng cái kinh nghiệm của mình, dù sao anh cũng là người đi trước. Cái thứ hai nữa là anh còn phải giám sát anh ta, bởi vì cái sinh mệnh chính trị của anh ta thì cũng là sinh mệnh của anh, nó gắn bó chặt chẽ mật thiết với nhau ở chỗ đấy. Cho nên ấy, báo cáo với các bác rằng là cái đợt thí điểm này tôi tin rằng là sẽ thành công, nhưng tôi không biết rằng thời gian thí điểm kéo dài bao lâu, nhưng có lẽ là trong 1-2 năm thì chúng ta sẽ biết được và có thể phổ dụng được, chứ không phải là không. Giao nhiều quyền hơn nhưng đồng nghĩa là trách nhiệm nhiều hơn và ràng buộc thì cũng nhiều hơn. Đó người ta cũng gọi rằng là lên càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Đấy, nôm na thì là như thế, đúng không các bác? Và các bác nghĩ gì về việc này? Tôi nhớ rất nhiều lần có nhiều bác lại cũng comment và mong muốn rằng là giới thiệu sai người thì anh cũng phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như là ai giới thiệu anh Trương Minh Tuấn lên là anh Bắc Son, đúng không? Hoặc là ai đó, đúng không? Tôi ví dụ thôi, tôi không biết ai, tôi chỉ đoán thôi, đúng không ạ? Thì anh ta phải chịu trách nhiệm. Rồi ai giới thiệu anh Bắc Son thì người ta cũng phải chịu trách nhiệm. Các bác có thể thấy rằng là ngay cả rất nhiều phó thủ tướng rồi rất nhiều bộ trưởng đã vào lò, thế nhưng ấy, bởi vì chưa có những quy định ràng buộc như vậy, cho nên rằng là có một cái vị là vị ấy cũng mặc dù là đứng trên những người đó nhưng vị ấy vẫn thảnh thơi, hàng ngày thì vẫn cứ đi dạo vân vân. Và các bác có thể thấy rằng là cái uy của người ta là còn khá lớn, cho nên con cái của họ là cũng thăng tiến một cách kinh khủng. Nhưng mà đợt tới công tác cán bộ thì làm rất chặt, đúng như tôi dự đoán từ những năm 2020 thì các bác có thể thấy. Và khi mà tôi đã nói rằng là Tổng Bí Thư mà ở lại cái đợt đó thì công tác cán bộ sẽ là một cái khâu để mà làm mạnh nhất và thay đổi cái đoạn đó. Và các bác có thể thấy rằng là công tác cán bộ thay đổi rất lớn, rất nhiều và đạt được hiệu quả. Ví dụ rõ nét nhất thì là ngành công an, để các bác có thể thấy rằng là mặc dù là làm đến đâu chắc đến đấy nhưng mà hiệu quả rất lớn. Giới tội phạm là bị triệt phá tương đối nhiều và lò bắt đầu về tới địa phương, công an địa phương bắt đầu là cũng khởi tố và bắt một loạt những cái vụ án lớn, điển hình như là Đồng Nai, hay rằng là điển hình nữa là bên phía của An Giang hay công an Thành phố Hồ Chí Minh, vừa rồi công an Quảng Ninh cũng bắt một cái vụ kinh khủng. Và tất cả mọi cái giang hồ không còn lộng hành được như ngày xưa nữa. Các bác nào nhớ thì các bác thấy rằng là an ninh trật tự xã hội cũng được đảm bảo, tất nhiên là không thể hoàn hảo được nhưng mà khác với ngày xưa rất nhiều. Những anh chị gọi rằng là cho vay tài chính, hay gọi là em là dân tài chính đi giới thiệu mà xăm chỗ đấy mình ấy, thì cũng ít đi. Những anh giang hồ mạng thì cũng bị bắt nhiều, từ Quang Rambo, từ Dũng Chọc Hà Đông, rồi Đường Dương, Đường Nhuệ, đúng không ạ? Rồi các bác có thể thấy rằng là trật tự trị an là các họ cũng còn dám nói to đấy, không còn dám gọi, mặc dù ở đâu đó vẫn có. Nhưng mà tôi cảm nhận rõ rệt, ngay cả xóm tôi cũng thế, chứ có một anh gọi rằng kinh khủng lắm, cũng chọc chọc, hình như là Hùng chọc thì phải. Và bây giờ không biết anh ấy đi đâu, người dân cũng được an toàn hơn, ví dụ vậy. Thì trong ngành công an là một trong những điểm thành công trong việc luân chuyển cán bộ. Anh là người địa phương thì anh không thể lên được giám đốc. Anh muốn lên được giám đốc thì bắt buộc anh phải đi một nơi khác, dạng dạng như thế. Đó. Nôm na thì là như vậy. Còn trong chỗ này thì chúng ta thấy rằng là công tác cán bộ có nhiều điểm mới và chắc chắn sẽ thành công. Và chúng ta thấy rằng là trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
thì mọi thứ nó thay đổi rất nhiều và theo hướng tích cực. Tích cực. Và chúng ta thấy rằng là ngay cả cái tầm nhìn hội nghị ngoại giao, trong hội nghị đối ngoại vừa rồi ấy, mà chúng ta có hẳn một chiến lược ngoại giao đấy, thì định hình rất rõ để mà khi mà thế giới xảy ra những sự việc phức tạp, hòa bình của thế giới bị đe dọa, thì có nghĩa rằng là hòa bình của Việt Nam cũng bị đe dọa. Ý tôi nói đến là cái vụ xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga, và Nga xâm lược Ukraine đó, thì chúng ta cũng đã làm được ở đó. Đó. Cho nên á, ổn định tình hình là một điều tốt nhất. Phải nói rằng là một điều nữa tôi cũng muốn chia sẻ các bác rằng là cái quy định 58 về bảo vệ chính trị nội bộ cũng trong công tác cán bộ thì sẽ hạn chế rất nhiều những người có vấn đề về chính trị. Ví dụ như là có con rể này, hoặc là có con dâu này mà là người nước ngoài, và đặc biệt cũng phải xem xét thêm nữa, cụ thể tôi chưa rõ, nhưng nếu được kiến nghị thì tôi xin kiến nghị mấy cái rằng là nếu mà càng chơi với tài phiệt của nước ngoài nữa thì càng nguy hiểm, bởi vì đội đấy biết đâu đấy, đúng không, mình suy đoán anh chơi với những người giàu, con gái của anh lấy những người mà kinh khủng, thì người ta có vấn đề về mặt chính trị, ngoài cái việc mà từ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa thì ta không nói làm gì, nhưng có thể rằng là tay chân, là một spy hay là điệp viên nào đó vân vân, thì lúc này các thông tin của chúng ta rất dễ bị lộ. Với những người mà chức vụ càng cao thì thông tin của họ nắm quốc gia là càng bí mật và càng tối mật. Vậy mà nếu có con gái, con dâu, hoặc rằng là con rể, đúng không? Hoặc rằng là có chị gái, hoặc là mà đi lấy người nước ngoài, vân vân, và những người đấy lại có mối quan hệ mật thiết với chính trị của những nước khác, thì cái việc lộ bí mật là cái việc mà chúng ta cũng có thể lường trước được. Cho nên những người đấy gọi là những người có vấn đề chính trị, thì tôi cũng kiến nghị rằng là họ chỉ được tiếp cận cái tầm thông tin và cái mức độ quản lý ở mức độ giới hạn. Có nghĩa rằng là con đường thăng tiến những người đó tốt nhất chỉ đến tới vụ trưởng là thôi, chứ không phải là những vị trí khác. Và những người mà có vấn đề về chính trị thì cũng không nên buồn, bởi vì là cống hiến thì người ta có thể cống hiến bằng nhiều cách, chứ không cần là nhất thiết là phải đứng ở vị trí cấp cao thì mới có thể cống hiến được. Đúng không? Và tôi hy vọng rằng những cái người mà các bác biết tôi nói là biết tôi nói ai đấy, thì cái chức vụ của họ cũng chỉ đến thế mà thôi. Đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.